Lếp lăng đường trên thì thực ra mùa giải trước có DNDN đánh rồi. Mức độ hiệu quả của nó thì không phải là quá cao. Đúng vậy, còn thời điểm này thì để xem là lếp lăng đường trên cho tài của Cana sẽ như thế nào. Annie đường trên đi cùng với Jack thì tôi không biết là liệu rằng kèo này Annie có chịu nổi nhiệt hay không, bởi vì cái khu đường trên cũng là một khu vực đường nó hơi dài và Annie lại là vị tướng rất là kém cơ động. Và nếu như để Jack cùng với Virgo bắt choáng vào thì nó sẽ rất là nguy hiểm dành cho Cana, và tôi nghĩ là lếp lăng sẽ là lựa chọn hiệu quả hơn dành cho một vị tướng đi khu đường trên. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa thực sự được kiểm chứng cái khả năng dùng con lệp lăng trong tay của Cana như thế nào. Cannon sẽ, tôi nghĩ là sẽ có xu hướng đánh lên cánh trên nhiều hơn khi mà cánh dưới của họ đang là một xạ thủ mang theo hỗ trợ như là As. Đồng ý. Và để xem cái cách vận hành đến từ bên phía của Diplosia sẽ là như thế nào với cái đội hình này của họ, còn với bên phía của DX thì vẫn sẽ là một đội hình thuần túy với hai carry, hai xạ thủ, đó là Kai'Sa của Fate và Paddock với Aphelios ở khu vực đường dưới. Và điều kiện thắng rõ ràng rồi, đến từ bên phía của DX sẽ là nằm ở cánh dưới ở vị trí của Aphelios. DK đối đầu với DX trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2023 giai đoạn lượt về. Giải đấu được phát sóng trên chính thức trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về BoxSport, và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe để ủng hộ cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, GG Live, YouTube và cả Facebook nữa. Trước đó khi di chuyển lên cánh trên để kiểm soát cua thì Juhan đã để lại một con mắt. Con mắt đó là con mắt mang lại một lượng thông tin đủ tốt để Fate không nhận một pha tấn công đến từ bên phía của Diplosia trong khoảng thời gian ban đầu. Ở khu đường trên thì đây là Fala và Onin tới Rascal. King of Solo, ai sẽ là người thắng đây? Rascal bấm mình lên và thậm chí Kana là người phải tốc biến trước, tốc biến theo. Rascal lao vào với chiến công đầu, đắc thắng không hồi máu kịp dành cho Rascal để anh ta sống sót cho pha này, và tôi không biết là anh ta có mà đắc thắng hay không. Nhưng anh ta chấp nhận solo 1 đổi 1 với đối phương và anh ta lời tiền từ chiến công đầu. Rascal vẫn đang gặp khó, còn ở cánh dưới này nãy giờ thì Kelly và Depp luôn là người có được ưu thế ở cả khả năng đẩy cũng như là khả năng cấu rỉa, và chẳng có lý do gì để bộ tứ bên phía của Diplosia từ chối con dòng nguyên tố đầu tiên cả. Dòng nguyên tố đầu tiên sẽ thuộc về DK ở bộ thứ 7. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái preview của Rascal trong một pha mà anh ta mặc dù thấp máu hơn rất nhiều so với đối phương, nhưng sự tự tin là có cơ sở khi anh ta có thủy kiếm. Còn Kana thì chưa về nhà bổ sung trang bị, anh ta chỉ cầm một cái kiếm Doran mà thôi. Ngay sau đó là một pha tốc biến lên, nhưng lượng sát thương từ trụ nó đủ để lấy cái mạng vừa rồi của Rascal, và quê lính của anh ta là quê lính khá xấu. Kana hoàn toàn hài lòng với tiếng đổi trác vừa rồi. Rascal là người hồi tốc biến trước vì anh ta có lẽ sẽ mang theo cái thấu thị vũ trụ, còn đứng giữa đi xa pha tốc biến làm choáng, sóng âm bồi vào không tỉnh nổi rồi. Đó là một loạt những hiệu khống chế mà người chơi đứng giữa bên phía của DX rất khó để có thể chạy thoát nếu như anh ta không có thanh tẩy. Và đó là một mạ gục nữa dành cho bên phía Diplosia ở tại khu vực cánh trên. Họ gọi luôn con sứ giả để lấy thêm khiên trụ. Và với thế đẩy ở tại khu vực đứng giữa như vậy thì những mục tiêu như là rồng hay sứ giả sắp tới đây Cannon có thể triển khai nó một cách dễ dàng. Và tôi nghĩ bên phía DX sẽ cần phải đánh thủ trong một khoảng thời gian rất dài để đội hình đang được coi là thua hai lane cánh trên. Và nó sẽ không dừng lại ở đó. Con Jack của Rascal vẫn đang có định lao lên để ôn in. Anh ta bị xích lần 1 và anh ta bị xích lần 2. Tốc biến của anh ta còn mất máu cũng là tương đối đến từ Kana trong tình huống vừa rồi. Một pha chấp nhận đổi chiêu cuối đến từ Rascal để cân bằng cái áp lực đi đường, nhưng rõ ràng là tình huống đổi chiêu cuối với Lep Lang thì về dài hạn chiêu cuối hồi lại đến từ Lep Lang nó sẽ nhanh hơn. Rõ ràng rồi. Và cái cách thả diều đến từ Kana nó khiến cho Rascal không thể nào ôn in được. Anh ta luôn giữ chiêu cuối và sẽ có những là hai lần xích được Kana tung ra ở trong một tình huống Odin đến từ đối phương, không có gặp bất cứ một nguy hiểm gì, thậm chí là anh ta gây sức ép một pha quay tay phản công đến từ vị trí của Rascal sẽ là thêm những lớp khiến chủ dành cho Kana. Nhưng từ từ đã, anh ta không còn cho mình tình huống biến ảnh nữa và bắt buộc phải bất tốc biến, không cần tới sứ giả, DK vẫn có trụ bột ở khu vực đứng giữa. Một ván đấu mà Fate đến phút thứ 13 thì anh ta mới xách ra được một cái giao điện static vì anh ta bận lên kháng phép. Còn cái giao điện của Kana thì anh ta có nó từ rất sớm và thực hiện những pha đẩy đường giúp cho bên phía Diplosia có luôn trụ đường trên mà không cần tới sứ giả. Ai trụ 13 phút họ có tổng cộng là 10 khiên trụ ở tại khu vực cánh trên bản đồ và đang là một cánh trên vô cùng sáng của các thành viên phía Diplosia trong ván đấu đầu tiên này. Và sự chủ động đến từ lối chơi của Diplosia đến từ ngay khâu cấm và chọn cùng với những pha triển khai ở vòng rừng đầu tiên của Cannon nữa. Một ván đấu mà Juhan đang thực sự tàng hình bởi vì anh ta không làm được gì cả. Và vừa rồi thì đó là tình huống tấn công đầu tiên của Juhan trong ván đấu này, nhưng nó chỉ dừng lại ở pha lấy tốc biến của Kana mà thôi. Nhưng việc lấy thành công một phép bổ trợ tốc biến của đường trên đối phương cũng Kana quay ngược trở lại để ăn tiền đến từ trụ, và đó là pha tốc biến làm choáng trượt đến từ Rascal. Kana sắp hồi biến ảnh kịp hay không đây? Anh ta sẽ không hồi kịp và anh ta sẽ phải lấy bản đếm số để đổi lấy cái trụ vừa rồi. Đây sẽ là tình huống kiểm soát sứ giả thành công đến từ bên phía của Diplosia mà thôi, tôi tin là như vậy khi mà cái khoảng cách đứng đến từ Juhan là tương đối xa, nhưng anh ta đang có phối hợp cùng với lại Barrow và Paddock giải quyết bãi chim nhanh, sau đó tiến ra Barrow mở luôn với tình huống móc bỏ neo thành công. Cái điều là người bị giữ chân lại, anh ta bị dồn tất cả mọi thứ vào những hỗ thể về gấu thả chúng hai người và đang được bắn thoải mái đến từ vị trí của Depp.
đẹp tới, và điểm hạ gục đầu tiên đã có dành cho các thành viên bên phía của DK. Tiếp tục là một hạng hạ gục nữa, anh chàng này tốc biên qua đến từ vị trí đẹp, tiếp tục gây sát thương. Ba mạng dành cho bên phía của DK. Còn Paddock đang mải mê ăn sứ giả, anh ta muốn có được không mình con sứ giả này, nhưng bản thân của anh ta thì gặp nguy hiểm. Có sứ giả nhưng chuẩn bị quét sạch đến từ bên phía của DX. Khi mà Rasko không còn đường về nữa, anh ta cắm mắt nhảy xuống, bị làm choáng bởi tình huống hỏa cầu. Và sẽ là liên tục những lượng sát thương đến từ cả Kanan cũng như là vị trí của Kana được tung ra và quét sạch dành cho DK ở ngay thời điểm phút thứ 17 sau con sứ giả khai thứ 2 vừa rồi. Hướng lên cánh trên thì huống phòng ngự thôi. Những cái trụ ngoài đấy từ bên phía DK đang có tiền thưởng mục tiêu nha. Và DS đang muốn giãn đội hình ra, họ hiểu được rằng bây giờ tập trung lại 5 năm thì chắc chắn mình sẽ cùng đấu lại đối phương. Nhưng họ nên nhớ rằng 20 giây nữa thì DK sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh với một con linh hồn dòng nước. Nhưng từ từ đã, Rasko đi đâu đây? Ăn trụ sau đó là rút lui với tình huống quay tay làm choáng đúng một người thôi. Và không cần chiều hồi tipper sẽ là mạng hạ gục dành cho Showmaker. Rất nhiều trụ một bên phía của DK đang ở ngưỡng máu thấp, nhưng vừa rồi thì là một tình huống bắt buộc phải bỏ mạng để ăn trụ đến từ Rascal để kích tiền thưởng mục tiêu. Như đây là Farmero không còn tốc biến nữa, làm chậm liên tục đến từ những tình huống trú tâm tiễn. Và ma gục dành cho xạ thủ bên phía của Diplurgia. Kana đang bị tấn công, như đây là hai xạ thủ tấn công một con Leplanc đã 2.5 và coi chừng nhà. Okay, và đã có hút máu lại từ súng huyết tinh và anh ta sống sót được. Nhưng lượng sát thương để hạ của Kana thì đó là quá khó. Và để xem là tình huống này thì họ sẽ triển khai dòng nguyên tố đổi Baron rồi. Chưa chắc là ăn được đâu nha. Khi mà video của Kelly đang di chuyển ra thì tốc độ ăn là khá nhanh với hai xạ thủ. Và DIX sẽ gỡ gạc lại được một mục tiêu, nhưng Showmaker có tốc biến và chiều hồi tipper ép luôn tình huống tuyệt mạnh, vẫn bị làm choáng. Dịch chuyển quay trở lại đến từ vị trí của Kana, họ đang muốn truy đuổi nhưng không có pha kẹp đầu đến từ Kelly. Khi ta chỉ làm con Bilio mà thôi. Sẽ là Baron đổi lấy dòng nguyên tố thứ tư đấu để ngắt đi mạch rồng dành cho các thành viên bên phía của DX. Nhưng họ sẽ mất cái gì đây? Họ sẽ mất cái trụ thứ hai ở khu vực đứng giữa. Cú nổ long cước sóng âm của Hải Cương trồng sát thương vào kinh nhân vẫn còn hộ thể, anh ta tự tin chơi luôn với việc là được kích lửa trại và được hồi phục lại. Rasko không có cửa tay đôi với cây niên, và đó gần như là pha solo kill dành cho người chơi đi rừng bên phía của cây niên, chính xác người chơi đi rừng bên phía của Diplurgia. Mạng thứ 10 dành cho bên phía của DK và họ có thêm một trụ thứ hai nữa trước khi đẩy thẳng vào đường giữa để lấy trụ 3. Toàn bộ dàn trụ ngoài của DX đã bị bóc rỡ sau khoảng chừng 2-3 phút và tiếp tục là những pha sóng âm cực kỳ chuẩn xác đến từ Kennen trong ván đấu này. Barrow không tốc biến và anh ta cũng đã phải nằm xuống. Một loạt những tình huống sai lầm đến từ bên phía của DX ở một thế khó, và họ đang có những pha xử lý cực kỳ là mang theo hướng tú quẫn rồi, quẫn quá làm liều rồi. Và những pha liều thì họ không ăn được nhiều. Bây giờ thì bên phía Diplurgia mới là những người ăn nhiều. Cách biệt hơn 10.000 tiền cùng với đó là hai đường lý siêu cấp quá sớm dành cho bên phía Diplurgia. Bù lại Baron được kích đến từ DK sau khi họ có được mục tiêu này. Hãy nhìn cái cách mà đẹp anh ta bắn với chú tâm tiễn, làm chậm liên tục với pha kích lửa trại, cái tầm bắn ấn tượng đến từ Ash của đẹp giúp cho anh ta có được điểm hạ gục thứ 9 dành cho bên phía của Diplurgia. Còn sau đó là pha mà gần như là solo kill luôn. Nghĩa là pha này không cần kích lửa trại của Kelly thì vẫn sẽ là pha solo kill đến từ cây điền trước con rắc trong tay của Rascal mà thôi. Rascal không có cửa trước cây điền. Mạng thứ 10 cùng với đó là hai đường lính siêu cấp dành cho bên phía của DK sau một lại Baron. Lại có đánh nhau rồi, Baron đang là mục tiêu được chọn và tốc biến của anh ta lần này như nó vẫn chưa kịp hồi lại. Cho dù nó có hồi lại pha này thì cũng không nên dùng, bởi vì có dùng thì cũng vẫn phải lấy bàn đếm số mà thôi. Mà hạ gục dành cho Kennen đã bằng tiết từ xa chúng, tuyệt mệnh được dùng nhưng vẫn bị găm sóng âm, mặc dù có một cái giày thủy ngân nhưng là không đủ. Đã thành công Paddock về nhưng Kennen hơi yếu máu, anh ta có đồng hồ và double kill có dành cho Leplanc của Kana. Sau đó thì Ash của Dev lao vào tấn công hạ gục thành công xạ thủ thứ hai của DX. Lúc này chỉ có một mình Fate, ở trên sau còn một mình Rascal. Với một con Jack anh ta sẽ phải làm gì đây? Anh ta sẽ không làm được gì cả. Vẫn là Diplurgia khi đánh với các đội tuyển nhóm dưới. Một Diplurgia có một màn trình diễn không có gì để bàn cãi cả. Và thậm chí họ sẽ bao KDA tìm kiếm cú quét sạch trước khi kết thúc ván đấu này. Thậm chí là KDN hạ sát thành công Rascal trong bệ đá cổ và anh ta dùng hộ thể để có thể di chuyển ra. Thêm một mạng hạ gục nữa dành cho DIX khi mà Barrow hạ sát thành công Kelly, nhưng nó không là bất cứ một cái vấn đề gì cả đến từ bên phía của DK khi họ có được một chiến thắng rất nhanh và cực kỳ gọn gàng ở ván đấu đầu tiên trước DIX. Một màn trình diễn không thể nào tuyệt vời hơn đến từ phía Diplurgia.